Chào các bạn, đến với clip review ngày hôm nay sẽ không phải là một mẫu sản phẩm đồ chơi nào cả, mà là một mẫu sản phẩm liên quan đến sách truyện. Nếu như các bạn đã theo dõi kênh của tôi đủ lâu, các bạn biết được rằng ngoài sưu tập đồ chơi, tôi còn sưu tập truyện tranh nữa. Và truyện tranh ngày hôm nay được lên clip review là gì? Đó chính là bộ truyện tranh Doraemon. Vừa qua, bên Nhật đã phát hành Doraemon truyện dài box set 100 năm. Thì đây, số 100 ha, thì có lẽ là box set truyện dài Doraemon tiếng Nhật cho nên tôi không biết. Chỉ là tôi muốn sưu tập vì tôi quá yêu thích Doraemon mà thôi. Vì sao là 100 năm trong khi Doraemon chỉ ra đời tầm khoảng 50 năm? Thì theo như lời giới thiệu của nhà phát hành, bộ truyện này có thể để lâu dài đến 100 năm, gọi là bách niên. Và không cần phải giới thiệu thì các bạn cũng biết được rằng bộ truyện tranh Doraemon được sáng tác bởi ai rồi ha? Vâng, đó chính là bộ đôi tác giả Fujiko F. Fujio. Và tác giả này tôi đã giới thiệu rất là chi tiết ở trong clip review về bộ Doraemon truyện ngắn 100 năm rồi, cho nên bây giờ tôi sẽ không cần lặp lại ha, để chúng ta tiết kiệm thời gian. Và nguyên một cái box set như thế này nè sẽ được niêm yết với giá là 48.000 yên, tầm khoảng 8 triệu rưỡi, và về đến Việt Nam bao gồm thuế ship này nó các kiểu là tầm khoảng 12.250.000 các bạn hen. Và như ở đây có con số 17 nè, thì theo như tôi suy đoán thôi là bộ truyện dài có 17 tập. Vì sao là 17 chứ không phải là 24 tập ở thị trường Việt Nam các bạn? Tôi xin nói như thế này theo cái sự hiểu biết của tôi nhé. Đó chính là 17 truyện dài này chính là do chính tác giả sáng tác ra. 7 tập còn lại là do studio sản xuất, cho nên bên Nhật á, người ta phát hành cái bộ truyện này để kỷ niệm á, thì người ta chỉ làm đúng 17 tập gốc của chính tác giả sáng tác mà thôi. Đó là lý do tại sao mà box set này chỉ có 17 tập các bạn ha, chứ không phải là 24 tập như các bạn thấy ở Việt Nam. Và rồi, không dông dài nữa, bây giờ tôi sẽ thực hiện lại cái hành động unbox cho các bạn xem ha. Rất là nặng các bạn. Và đây nè, mở ra. Vì lý do cái hộp này nó to, nó gồ ghề quá, cho nên tôi sẽ mở ra, lấy hết tất cả ở bên trong ra, rồi chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu từ từ các bạn nghe. Và đây là tất cả những gì chúng ta có được sau khi lấy ra khỏi cái bọc to đó hen. Trước tiên hết là chúng ta sẽ có một cái tờ giấy như thế này. Và theo như tôi biết á, tôi chưa có khui ra luôn. Theo như tôi biết, như ở cái box set của phiên bản truyện ngắn thì nó sẽ là một cái tờ form để chúng ta điền vào đăng ký mua một cái tủ hình là cánh cửa thần kỳ hen. Và tôi không có nhu cầu phải khui ra các bạn, để như vậy thôi, vì tôi không có tiền để mua cánh cửa thần kỳ, nó quá mắc. Còn mặt sau thì các bạn thấy nó sẽ giới thiệu về cái mẫu sản phẩm đồ chơi tiếp theo ha. Và tiếp đến, các bạn thấy nè, Doraemon Long Tap Fujiko F. Fujio 17 poster. Thì đây chính là một cái tập phát thảo với cái khổ giấy là A3, gồm 17 bản phát thảo ha. Tôi nghĩ rằng 17 bản phát thảo, 17 cái poster này nè là sẽ tương ứng với 17 tập truyện do chính tác giả viết truyện, viết cốt truyện và vẽ ha. Thì mở ra để chúng ta xem nhé. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem cái tờ đầu tiên nhé. Đây các bạn. Qua clip thì các bạn sẽ không thấy được cái sự đẹp của nó là như thế nào đâu, nhưng mà cầm ở trên tay đó thì rất là đẹp. Đây là một cái tờ phát thảo, một cái cảnh truyện ở trong tập 1 nhé, là thăm công viên khủng long. Tên ở Việt Nam là như vậy đó các bạn. Và sẽ có những cái chú thích nè, được ghi rồi được gạch bỏ này nọ. Tôi nghĩ là chắc của chính tác giả ha. Quá đẹp luôn các bạn. Rồi thì tiếp theo nhé, lại là một đại cảnh đó các bạn, nhìn rất là hùng vĩ. Và vẫn là những cái chú thích được ghi vội vàng này nọ các kiểu. Tiếp theo,
Wow, các bạn thấy không, rất là đẹp ha. À, tôi quên nữa, ở dưới nè nó sẽ là cái tên của tập truyện ha. Các bạn nhìn là các bạn biết rồi, tôi không cần phải phải thuyết minh lại ha. Ok, tiếp theo lại là một đại cảnh. Cái cảnh này quen quen ha, lâu đài dưới đáy biển thì phải, tên tiếng Việt của truyện á. Đây, chuyện này là một trong những tập truyện dài mà tôi mê nhất vì tôi thích robot mà. Và đây, ở Việt Nam, cái tập truyện dài này có tên gọi là Cuộc xâm lăng của binh đoàn robot. Robot bò mộng nè. Cái này hình như là cuộc phiêu lưu vào lòng đất ha. Tên tiếng Việt thôi, còn tên tiếng nước ngoài, tên gốc á thì nó là nằm ở dưới bức hình rồi, các bạn nhìn các bạn thấy rồi ha. Cái này hình như là Nobita và thành phố muôn thú thì phải. Vì nó quá nhiều cho nên tôi sẽ không thể nào nói hết được các bạn ha. Tôi chỉ nói những cái gì mà tôi ấn tượng thôi. Và tôi chỉ show ra để các bạn nhìn thôi ha. Chứ để nói chi tiết thì rất là tốn thời gian. Như vậy là hết 17 trang bản thảo rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về phần còn lại, phần tiếp theo nhé. Và đây là ba cái khay đựng ba cái box, trong đó có hai box là đựng chuyện ha và một box là đựng figure. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái box đựng figure trước nhé. Các bạn thấy nè, họ thiết kế rất là tuyệt vời luôn ha, kiểu chi tiết tỉ mỉ á. Nếu như họ chỉ để cái hộp ở trong cái box to và chúng ta lấy ra sẽ rất là khó khăn. Và họ đã thiết kế thêm một cái khay bằng giấy như thế này để chúng ta có cái quai sắt nè các bạn. Đó, kéo nó ra, nó trượt ra khỏi cái hộp thì nó sẽ tiện lợi cho chúng ta hơn rất là nhiều trong cái thao tác là lấy ra khỏi box ha. Nè, rồi lấy ra rồi thì chúng ta sẽ bung nó ra như thế này và lấy cái hộp ra thôi. Một cái hộp trắng, không có thông tin gì cả. Và mở ra, bên trong sẽ là một con fit như thế này. Doraemon ha, tiếc là không có Nobita ha. Doraemon và chú khủng long. Chú khủng long này tên gọi là gì ta? Lâu quá rồi tôi không nhớ. Bisu thì phải. Và đây là nhân vật ở trong tập 1 luôn ha. Nó sẽ có cái logo chăm nè, Ultra Detail Figure. Mẫu sản phẩm này theo tôi biết á là sẽ có bán riêng ở thị trường, nhưng mà sẽ không có cái logo này các bạn. Cái quý ở đây chỉ là cái logo á, là chứng tỏ cái một figure này đi theo cái box set này các bạn hen. Và còn hai box còn lại cũng sẽ thiết kế một cái khay kéo tương tự như vậy ha. Quá nặng. Và còn lại đây, lấy ra luôn. Hai cái box như vậy sẽ đựng 17 tập truyện ha. Và sẽ có thêm một tập Vol 0, một art book và một dictionary. Mở cả hai luôn đi. Cái kiểu trượt đó các bạn, nó không phải là cứng nha, mà nó rất là mượt luôn. Nhưng mà cái kiểu như là nó làm khít á, giống như là có 500 vậy đó các bạn. Nhưng mà không có, chỉ là giống thôi. Chúng ta trượt nó ra rất là đã các bạn. Đối với cái box này nè các bạn, là mặt chất liệu gì ta? Giống như là da vậy đó. Tôi không biết là có phải giả da hay không các bạn. Mà cái sự gia công, cái sự hoàn thiện rất là tốt. Và các bạn nhìn nè, ở trên cái phần box á, cái màu nâu da ha, thì nó sẽ là một những cái chi tiết là được in nhũ vàng rất là đẹp. Rồi, ok. À, còn mặt bên trong nữa nè các bạn.
mặt bên trong là lót màu xanh và màu hồng, tương ứng với cái box ha. Cái box ở dưới cũng là màu xanh với màu hồng. Rồi thì ok, chúng ta để qua một bên. Đây là cái box. Sẽ là như vậy đó các bạn. Rất là đẹp ha. Von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và đây là từ 9 cho tới 17. Chúng ta sẽ có hai cái cuốn sách nhìn có vẻ là lạc loài, tương tự như ở cái box set chuyện ngắn các bạn ha. Và một lần nữa, cái sự tỉ mỉ này khiến cho tôi vui, đó chính là ở đây nè các bạn. Họ có một cái lớp giấy carton để chống nó bị sụp xịt, giằng xóc ở trong quá trình vận chuyển ha. Nhưng mà để như vậy thì sẽ là khó lấy cuốn truyện ra. Thì chúng ta có thể chượt cái này ra nè các bạn. Chượt ra. Bây giờ sẽ dễ lấy hơn rất là nhiều. Với tập 0 sẽ là như vậy ha. Cuốn truyện sẽ có một phần bìa là da như thế này. Và cái mặt sau, bìa sau á, cũng sẽ là da hoàn toàn. Cầm cảm giác rất là thích tay. Và cái phần giấy các bạn thấy nè. Đó, dòng chữ nhũ vàng rất là đẹp, rất là sắc bén ha. Và tên của tác giả tôi nghĩ là vậy, tôi không biết tiếng Nhật, chỉ là mua về sưu tập vì quá thích thôi. Và phần bìa còn lại sẽ là bằng giấy. Giấy nhưng mà nó là giấy cứng và bóng. Một phần nội dung ở trên cái phần bìa giấy cũng là nhũ vàng. Đó, thấy chưa? Cầm cuốn truyện lên cảm giác nâng niu rất là đã ha. Và cái cạnh ở trên nè sẽ là nhũ vàng, tương tự như cái bản truyện ngắn. Nhũ vàng chỉ có một cạnh trên thôi, còn cạnh bên và cạnh dưới không có các bạn ha. Và chúng ta mở ra. Trang đầu tiên sẽ là thủy ứng. Thủy ứng là sao các bạn? Thì hiểu nôm na đó chính là một cái tờ giấy họ nhúng vào một cái lớp nước, nó có sơn ở bên trên. Rồi thì họ kéo cái tờ giấy ra thì nó sẽ để lại những cái hoa văn sơn hoặc là mực in lên tờ giấy như thế này. Và cái điểm tạo nên cái sự đặc biệt của thủy ứng đó chính là họ nhúng vào 1.000 cuốn thì sẽ cho ra 1.000 kết quả khác nhau. Không có một cái tờ giấy nào nó giống tờ giấy nào các bạn ha. Cho nên cái hay của thủy ứng là như vậy, đó chính là độc bản, không có cái nào giống cái nào cả. Và chúng ta lật tới trang tiếp theo ha. Nó sẽ là cái trang màu như thế này. Vì nó là tập 0 các bạn, cho nên nó sẽ không có cái bìa chính thức như những cuốn còn lại ha. Và sẽ có những trang màu nè, tùy tập thôi. Và tôi nghĩ tập 0 là cái kiểu như là nó không có chính thức, mà là nó được lấy từ những, theo như tôi hiểu thôi nha, có thể là sai, có thể là không đúng, thì họ lấy từ những cái tạp chí ra đó các bạn. Cho nên nó sẽ có những cái thông tin này nó các kiểu nè. Và cái màu giấy nó in nè, nó cũng sẽ là màu tùm lum tà la, chứ nó không có nhất quán. Và màu sắc in ngày xưa rất là đẹp, thấy không? Nó nhiều màu quá các bạn, gồm thông tin của chuyện này nó các kiểu luôn ha. Rồi thì tôi để qua tập 0. Tập 0 này tôi để qua một bên ha. Và chúng ta sẽ tìm hiểu tới tập 1. Và tập 1 này nó sẽ là đại diện cho 17 tập ha. Vì 17 tập nó sẽ là tương tự như nhau. Mở ra cũng là thủy ấn ha. Rồi tiếp theo, các bạn thấy nè. Đó, đây chính là cái trang bìa của tập 1 ha. Và nó cũng rất là quen thuộc ở Việt Nam, với cái phiên bản Việt Nam cũng là dùng cái bìa này. In đẹp lắm các bạn, cực kỳ bén, cực kỳ đẹp luôn. Rồi thì nội dung bên trong nó cũng là bình thường, cũng là như cái phiên bản ở Việt Nam thôi, nhưng mà sẽ được in chắc chắn là đẹp hơn rồi, và là tiếng Nhật chứ không phải là tiếng Việt. Ok, tập 1 là như vậy ha, với cái màu xanh nhạt. Rồi, tập 2 là màu hồng, cũng là thủy ấn. Và đây là cái bìa tập 2, bí mật hành tinh màu tím. Còn tập 1 á là thăm công việc khổng lồ, tôi nói theo tên phiên bản tiếng Việt ha các bạn ha. Và đây tập 3, pho tượng thần khổng lồ màu vàng như thế này nè, đẹp lắm các bạn ơi. Mở ra, đây pho tượng thần khổng lồ. Tập 4, lưu ý nha, 17 tập còn lại, 18 tập luôn á, thì cái bề ngoài á là nó sẽ làm chung một cái hình thức, nó chỉ khác có cái trang này nè các bạn. Và đây là tập 4, lâu đài dưới đáy biển. Đây bìa gốc. Tập 5, Nobita lạc vào xứ quỷ, bìa màu hồng đậm ha. Và đây bìa bên trong in đẹp lắm các bạn. Tập 6 là tên độc tài vũ trụ.
7. Cuộc xâm lăng của binh đoàn Robo, một tập truyện dài mà tôi thích nhất vì có Robo. Tập 8. Cuộc phiêu lưu vào lòng đất. Và cái tập này là gì đây? Chúng ta xem. The Dictionary ha. Chúng ta sẽ mở ra xem. Chữ Nhật không ạ. Và đây nó như là một cái từ điển vậy ha. Sẽ là những cái bảo bối xuất hiện ở trong tập 1 nè, những bảo bối xuất hiện trong tập 2 nè. Rồi thì nó sẽ gồm thông tin của tất cả những nhân vật xuất hiện trong 17 tập truyện dài đó các bạn. Chỉ là như thế thôi ha. Và đây, Shogakukan, tên của nhà phát hành nè các bạn, nhà xuất bản á. Rồi, tiếp tục mục 2 là tập 9. Tập 9, chiến thắng quỷ Kamat. Màu tím. Và bìa đây các bạn. Tập 10. Ngôi sao cảm. Tập 11. Nobita đến xứ Ba Tư. Tập 12. Vương quốc trên mây. Nói tên tiếng Việt thôi các bạn thông cảm nha. Tập 13. Bí mật mê cung Bleaky. Tập 14. Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ. Tập 15. Lạc vào thế giới côn trùng. Tập 16. Hành trình qua dải ngân hà. Ngày xưa mê cái chiếc xe lửa lắm các bạn. Tôi mê xe lửa mà. Nói chung là tôi mê đủ thứ. Tập 17. Thành phố thú nhồi bông. Đây là câu chuyện dài cuối cùng do chính tác giả viết các bạn hen. Các bạn biết đó, bác tác giả bị bệnh ung thư. Và ở trong giai đoạn này nè, bác tác giả vẫn ráng sức để mà hoàn thành cái tập cuối cùng này. Do chính bác tác giả vẽ phác thảo lên nội dung ý tưởng này nọ các kiểu. Do đó, nhà xuất bản á, họ chỉ làm lại đúng 17 tập truyện dài gốc do chính tác giả sáng tác và vẽ nên thôi. Còn những tập khác là do studio làm, cho nên họ sẽ không đưa vào các bạn ha. Như là một dịp để kỷ niệm và tri ân tác giả luôn. Shogakukan. Và đây, The Collection. Đây là tập trung lại những cái vẽ đó các bạn, trong truyện dài ha. Và đây là chân dung của bác tác giả chính nè các bạn. Hai người, nhưng mà bác này là chính ha. Được in màu rất là tuyệt vời luôn. Và sẽ có những trang trắng đen nữa các bạn. Wow, nó rất là nhiều. Tôi không thể nào mà show hết từng trang cho các bạn xem được. Cho nên tôi chỉ có thể mở ra như thế này cho các bạn xem thôi. Những hình ảnh rất là quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của tôi cũng như là của các bạn. Cái này cũng là bằng da các bạn ha. Và được nhũ rất là đẹp. Cả hai cuốn được nhũ rất là đẹp. Nhưng mà cái cuốn này nè, để có thêm cái hình ha. Và cái hình này là bằng giấy và họ đính lên trên cái bìa. Và đó là tất cả những gì có ở bộ sản phẩm này rồi. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong tất cả những gì có ở trong box set 100 năm này rồi hen. Và với cái giá là 48.000 yên, về đến đây là tầm khoảng 12.250.000. Thì tôi thấy rằng cái giá này, nếu là đối với tôi thôi nha, là cũng hơi mắc đó. Nhưng cảm giác đó đã trôi tuột đi khi tôi có trên tay bộ sản phẩm này. Vì tất cả mọi thứ đều rất là chỉnh chu các bạn. Chúng ta thấy được rằng nó đáng với cái giá đó. Còn nếu như chúng ta chỉ nói giá tiền và nhìn qua hình thôi thì có lẽ rằng các bạn sẽ thấy nó mắc quá, nó phí quá, nó không đáng. Thì thôi, tùy vào mỗi người ha, mỗi người sẽ có một cái nhìn. Còn đối với tôi đó, bộ truyện này, cái set box set kỷ niệm 100 năm truyện dài này là tuyệt vời.
Đó là tất cả những gì tôi nhận xét được về mẫu sản phẩm này. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này, thấy bộ truyện này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.